Tất cả các bác nhá, hôm nay là ngày 19 tháng 2, tức là ngày mùng 10 âm lịch các bác nhá. Hôm nay em lên em bán nốt cho bác mấy con đồng hồ giá rẻ các bác nhá. Để các bác ưng thì em nào thì nhanh liên hệ. Và hôm nay em mới về được vài con clut ấy. Clut gọi là hàng hiệu các bác nhá. Nói chung là hàng rất nhiều tiền nhưng mà em về được có 2 3 con à 4 con. Thì em lên cho các bác con clut, bác nào mà hay đi ô tô hay dùng clut thì em lên cho các bác nhé. Đây con đầu tiên giới thiệu các bác, một em Patek Philippe nha. Con này là máy Nhật ạ, chứ không phải là máy Thụy hay chính hãng gì đâu các bác nhé. Nhưng con này là chính hãng, nó rơi nhiều tỷ các bác nhé, mình không mua được đâu ạ. Bác nào thích những cái thương hiệu đình đám này thì các bác chơi này, xịn sò, thiết kế thép này. Đấy. Máy chỉ có máy Nhật các bác nhé, không nó không có máy Thụy đâu ạ. Đợt này từ hôm ra riêng giờ mà em không nhập được một con máy Thụy nào các bác, không có một con nào để nhập. Đấu mấy ngày nay mà không có con nào. Chắc phải sang tuần. Sang tuần thì à cuối tuần thì chắc em mới đấu được mà hàng Thụy về. Còn bây giờ chỉ có hàng máy Nhật các bác nhá, không có hàng ấy đâu. Không có hàng Thụy mấy đâu. Mấy con hàng Thụy chỉ tồn kho thôi. Đẹp chưa? Đấy, đây là một con Patek Philippe bác nhá. Con này cơ tự động này ạ. Dây da đẹp mắt luôn. Quá đẹp. Con này không điểm gì để chê đâu nhé. Con này size 40. Size 40 này. Con này là mã của nó là mã trừ 25. Đây là mã XN1 ạ. Đấy, size 40. Giá này em để một cái giá siêu rẻ cho các bác nhé. 1,9 triệu ạ. 1,9 triệu cho các bác một con Patek Philippe nhá. Máy cơ tự động ạ. Con này chỉ là máy Nhật thôi, không được máy Thụy đâu các bác nhé. Nói chung là máy Nhật máy Thụy giờ cái dòng này nó cũng tương đương nhau các bác, chả cái kém mấy đâu. Chẳng qua những cái chất thép chất vỏ nó mạ vàng á, nhiều vàng hơn đắt hơn các bác nhé. Còn thực ra máy Thụy máy Nhật bây giờ thì toàn hàng nó khỏe cả các bác nhé. XN1 này, size 40 giá 1,9 triệu. Đây, nay em lên cho bác cái con này. Một cái thương hiệu đình đám luôn. Hàng này rất hot các bác nhá. Ở trên các trang mạng TikTok người ta bán 6,5 triệu 7 triệu con này rất tranh nhau mua, mà tại sao mà em nhập cái con này về giá mềm hơn mà không ai thích nhỉ? Đấy. EHGO các bác nhá, một con siêu phẩm EHGO. Đẹp chưa? Qua các bác ơi, chất lượng nhỉ? SHG. Hai mức trường kính bác nhá. Dây của nó là dây silicone. Quá này. Đẹp lắm, thực sự này lên tay đẹp long lanh luôn. Ok, giá đó có thể nhập vào rơi vào gần 5 triệu, 4,2 triệu. Cắt lỗ cho các bác ấy nhỉ. Con này em nhập từ năm ngoái mà bán không nổi đấy chứ. Rất nó nhiều khi các bác không thích nhưng phải hiểu tại sao nữa. Mà con này nó xịn sò mà đẹp thế mà các bác không ưng thì chúng ta là xuống giá. Con này nhập vào đầu tiên là 4,2 triệu, em về bán 6,5 triệu cho các bác đúng không? Em giới thiệu ở đâu? Đúng rồi, 6,5 triệu. Đâu 4,2 triệu rồi em về em bán không biết là 5,5 triệu hay là 4,5 triệu em không nhớ nữa. À 5,4 triệu. Đấy, đúng rồi 5,4 triệu. Em này nó sao nhiêu đây? Size 42, mã XN2, size 42 này. Con này hôm nay em sẽ để cho bác một cái giá rất là yêu thương luôn này. $3,500 thôi nhé, $3,500 thì một em này. Đây các bác, XN2 này, size 42, giá $3,500 này. Đầu tiên cái lô cái con trước nhập về là
em nhập con này là 5-6 triệu 2 này, về em bán là 7 triệu 2 này, giá vẫn còn đây. Đấy, HN cái gì này, H10 này. Đấy, mà bây giờ này, cái lô này nó cắt lỗ nửa tiền này, nhập 6-6 triệu 2 nhé, về bán 7 triệu 2, đúng rồi. Mã XN2 nhé, size 42, giá 3 triệu rưỡi, anh nhanh chóng các bác ạ. Em cũng có 2 con thôi, bỏ đi, cắt lỗ bỏ đi các bác ạ, chứ bây giờ cứ ôm mãi cũng chết, ôm mãi động vốn thôi. Có một con em nhập 6 triệu 2, mà con cái con này như nhập vào 6 triệu 4 này, em nhớ không nhập này chính xác này. Đấy, giải thiên hà này. Đấy, đính phun đá này, đẹp nhất người luôn. Wow, con này là máy Mimotao nhé này, có nhìn máy Mimotao nhé. Đấy, bên trong nó ghi chữ hẳn chứ, máy Mimotao Nhật Bản này, Japan này. Đấy, mặt kính sapphire nhá. Dây da này xịn chưa? Đúng rồi, con này nhập vào gần 7 triệu không chính xác rồi. Đấy, lâu quá chả nhớ các bác ạ. Đấy, bác nào chơi con này sướng đời này, đây. Đấy không bác nhá, cho con nhìn cậu kỹ này. Đấy, máy Mimotao Japan bác nhá, 21 chân kính nhá. Đấy, ok chưa? Chứ không phải là máy gì khác, con này là máy Nhật xịn luôn. Được đính 10 viên đá, nó gọi là ruby xanh cái gì ạ, em nó thấy thông báo thêm chả biết. Còn tất cả liền này và cọc số bên trong này là full kim cương nhân tạo đấy, đây là thông báo như thế bác nhé. Còn thực tế nó có xịn như thế em chưa rõ. Con này size 42 này, mã XN3. Size 42 này. Con này em để cho bác cái giá là 4 triệu 3 nhé, 4 triệu 3 này. Đấy, nhập vào là 6 triệu 4, anh bán 4 triệu 3, con này lỗ 2 triệu 1 này. XN3 này, size 42, giá 4 triệu 3. Này, lên cho bác một con bắt nào tay nhỏ nhá. Em lên cho bác một con Rolex. Dành những riêng bắt nào tay nhỏ. Tay nhỏ đeo này chất này. Cực đẹp luôn. Mặt xanh luôn nhá. Cọc số La Mã. Hai ô của lịch nhá, một ô lịch gốc 3 giờ và một lịch thượng nhá. Đấy. Đây là một con Rolex máy Nhật các bác nhá. Dưới nó ghi máy Thụy chứ không phải bác nhá, nó là máy Nhật thì ạ, không phải Thụy đâu ạ. Đây, con này các bác nhìn nhá. Đấy, con này là con này, kính này, kính này nó rất tí dưới này. Đấy. Nói chung là bây giờ Tết cái này chưa ra thì con này kính thay mất tầm có 80.000 thôi, nhưng mà kính bây giờ thợ người ta đang nghỉ Tết rồi chưa ra, bây giờ hơi khó. Đấy, bắt đầu lấy em cứ đồ ăn rẻ bác con này nhé. Này, có những cái kính nhà biết kính dưới này nó hơi sức một tí nhá, nó không ảnh hưởng đâu bác nhá, chứ không phải là nhìn thấy bên trong đâu ạ. Cái kính này nó dày đó, đẹp long lanh này mà sức một tí kính tiếc quá bác. Đây, con này size nhỏ này, bác nào chơi con này chưa thích này. Đấy, vẫn chuyện vàng 18k này. Đấy, bên trong vẫn có số lượng vàng 18k nhé, không biết làm chi tiết nào thôi, có thông số đây rồi. Nói chung là tí diện đây không ảnh hưởng gì đâu bác nhé, nhưng mà nó có phải báo cho các bác, không lúc bác nhận hàng các bác này lại bảo là sao nó bị tí rồi các chú không báo với tôi nhé. Đấy, em báo cho các bác để em xả rẻ các bác nhé, ok chưa, em xả thanh lý cho các bác luôn. Nếu báo để xả ra chứ còn không có vấn đề gì đâu. Bác nào mua được con này may mắn, vì cái vấn đề này chẳng có ảnh hưởng gì đâu, nhưng mà trách nhiệm của em vẫn phải xả nhé, vì là nó có vết gì phải báo với khách. Con này size 38 được chưa, một con Rolex máy cơ tự động máy Nhật đó nhá, size 38, mã XN4. Size 38, bao nhiêu này em để ba cái giá là 1,6 triệu bác nhé, 1,6 triệu thôi ạ. Cái kính này có, nếu mà bác nào gần chỗ cửa hàng đồng hồ lớn tí các bác thay cái này, kính này nếu mà kính xịn lắm bây giờ rơi tầm hơn 100, 120, 130 gì đấy. Còn kính bình thường bây giờ rơi vào 80 bác nhé, 6-80 rồi.
kính nó rẻ lắm, một cái là công công thay người ta thôi. XN4 này size 38, em để bác giá 1,6 triệu rồi. Công thay người ta thì người ta lấy chắc có bác vài chục, còn nhập cái kính này vào có 25.000 rồi các bác, nó có nhiều đâu. Chứ vì em không biết làm nên em chả nhập ấy, chứ nếu em nhập thì về bao la, nhưng em có biết làm đâu mà nhập. Phải biết làm mới nhập được các bác. Đây. Cái con này nó rất là yêu luôn các bác nhé. Cực yêu luôn. Máy này máy Thụy. Đây, em lên cho bác một con Akmani chạy pin bác nhá. Đấy. Cái kim dây là cái logo Akmani này bác nhá. Đấy à, đấy em lắp in vào cái logo này, cái kim dây này bác này là nó chạy. Tích tắc là cái kim dây nhá, nó chạy vòng quanh đây nhá. Đấy là cái logo của chữ Akmani này là kim dây. Đấy, còn trên này là hai kim, kim giờ, kim phút nhá. Con này máy nó là máy Thụy bác nhá. Lâu lắm thì những con siêu mỏng là máy Thụy này về bác nhá, rất là hiếm đấy, không phải ít đâu, không phải mấy khi gặp đâu. Đấy. Chống nước 50 m. Con này độ mỏng nó siêu siêu mỏng, có nhìn dây khóa thép của nó này, sướng không? Đấy, trời, con này lên tay chấm hết luôn. Quá đẹp. Em này nó size 43. Mã XN6. Size 43 này. Đấy, bác nào lấy con này ngày mai em sẽ để bác với cái giá là đây nhá, 2,7 triệu nhá. Đây. Đấy, giá 2,7 triệu nhá. Đúng không ạ? Hôm nay em sẽ để bác con này với giá là 2,3 triệu đi. Ok chưa? Con này thật sự các bác nghe em, nếu bác nào mà đeo vừa nên lấy thôi nhá. Không có cơ hội nhiều đâu các bác ạ. Con này thật sự hiếm lắm nhá, không có lâu lâu cả năm may ra mới kiếm được con thôi, không phải dễ kiếm đâu ạ. XN6 size 43 giá 2,3 triệu. Nếu bác tay bác nào vừa nhá, các bác nghe em nên lấy con này. Nói chung là nhìn nó phê lắm. Cái kim kia nó chạy, cái kim logo nó chạy tích tắc tích tắc đẹp lắm. Mà giờ nó chính xác, đeo nhưng mà sự sò đó. Nói chung là đồng hồ thương hiệu các bác, không phải đồng hồ chính hãng, không phải là ba cái đồng hồ linh tinh. Nên mà các bác mua thì yên tâm nhé, không lo về vấn đề gì khác đâu. Lên cho các bác một con này. Rolex này. Hôm qua rất nhiều bác hỏi Rolex nhưng mà thật sự hôm qua là em lại không được ra kho lấy hàng được ấy. Hôm nay em mới ra bới được ít vàng, ít Rolex về lên cho các bác này. Đấy. Đây ạ. Đây là một con Rolex chạy pin bác nhá. Đấy. 2 4 6 8 được đính 10 viên đá, cứ gọi là đá nhá, cứ kim cương kim kia cứ thì mất việc các bác nhá. Chắc thì đã phải kim cương đúng không ạ? Đây là người ta báo thế thì mình cứ báo với khách thế thôi chứ. Còn nó đã thẩm định nó biết kim cương đúng không bác? Kim cương phải có giấy thẩm định mình mới yên tâm được. Đây gọi là đá nhanh bác nhá. Đấy, một con Rolex pin. Đấy. Được đính 10 viên đá, không biết là đá quý hay là đá gì em không biết, nhưng gọi là đính 10 viên đá. Đấy. Có mạ vàng 18K, tức là đây ạ, liền và dây làm mạ vàng 18K nha. Đẹp chưa? Xô. Em này của nó size 38 bác nhá. Mã của nó là mã XN7. Size 38. Bao nhiêu này em để bác cái giá chỉ có 1,4 triệu thôi bác nhá. Rẻ nhất có thể rồi. Đấy, bác nào lấy con này về thì tự chúc mừng các bác. Đẹp lắm các bác ơi. Nhìn mà sướng con mắt. XN7 size 38 giá có 1,4 triệu. Vừa đây một em bác nào mà thích đá nó hơi nhiều một tí và hơi màu một tí thì lấy con này cho em. Đây là một em cơ nhé. Này nó khô dầu các bạn. Này con chứ không phải là Rolex đâu các bạn này. Nó khô dầu rồi. Để em đi lau dầu xong rồi lại em lên cho các bác nhé. Con này nó khô mất dầu. Đây, bác nào tay size to, tay to thì bế con Psycho vàng này về các bác nhé. Bác nào tay to một xíu nhé, tay nhỏ không đeo đâu ạ. Đây ạ. Một con Senko thật lặn này. Đấy, chống nước 100 m các bác nhé. Đấy, mặt xanh liền xanh này. Cơ auto bác tự động các bác nha.
Đấy, một con Senko. Máy là bao là máy Nhật nhá, máy chuẩn Nhật nhá. Nước vàng cái này nó dày lắm nhá, nước vàng đẹp lắm. Nước vàng cái này các bác đeo vô văn tư không phải lo sợ nghĩ là bạc hay cái gì nhá, không bạc nổi đâu các bác ạ. Đây cho bác ngắm nhìn bộ máy nó đây. Này, Marin Japan Seiko. Chống nước 100 m. Ok chưa? Máy 4R35B. Con này có cả niền xoay quá nhé, đây ạ. Niền xoay được quá nhé. Đấy, là niền xoay được ạ. Một con cực phẩm. Đấy, bác nào tay to, con này bác nào tay từ 17 trở lên đeo con này thì chấm hết quá nhé, đẹp lắm. Nhưng phải tay to chứ bác nhá. Bác nào mà tay dưới 17, 17.5 các bác đừng mua, phí tiền bác nhé. Về các bác đeo xấu nên lại tội bác ra. Con này bác nào phải ít nhất là tay phải 17 trở lên đúng nhá, 17 hoặc là 17.5 đeo nó mới đẹp được. Còn tay 18, 19, 20 thì khỏi phải nói bác nhá, quá đẹp rồi. Những cái tay đấy thì không thể nào mà nói lên lời, nó cực đẹp rồi. Con này size của nó chỉ có 43 thôi, nhưng mà nhìn nó dòng thợ lặn thì nó to bác nhá. Mã bao nhiêu đây ta? XN. Mã XN7. Size 43 này. Bác nào lấy con này, ngày hôm nay em để cho các bác một cái giá rất là mềm mại. 1,9 triệu nhá, 1,9 triệu, các bác nghe không nhầm rồi nhá. Có những con này không mà dưới 3,5 triệu, 4 triệu nhá. Hôm nay em để bác con này thì thực sự mà thôi 1,8 triệu cho nó tròn tiền. Chưa bao giờ có cái giá này. NX7 size 43 giá 1,8 triệu. Em lại lên cho các bác một con này đi. Đây là dây da. Một con Patek Philippe form đẹp các bác nhé. Patek Philippe máy Nhật đẹp luôn. Trời ơi, con này mỹ mãn không. Đây, các bác nào mà đã mua thì em cái dòng Patek Philippe nhiều rồi biết rồi. Con này toàn bán 3 triệu đúng không ạ? Đấy. Một con Patek Philippe này. Lịch nó là lịch đĩa bên trong nhé. Đấy, là bên trong cái khu này này. Đẹp không? Chấm hết luôn mọi người. Đây, máy đây. Chuẩn máy Nhật chưa? Máy Mimota nhá. Đấy, họ thay cái logo, cái búa logo của hãng Patek Philippe này thôi bác nhá. Còn có máy nó chỉ máy Nhật thôi, không phải máy Thụy đâu. Nhiều các bác, nhiều shop nó sẽ báo các bác là con này là hàng chính hãng của Thụy Sĩ nhá, nhưng em không có làm vậy bác nhá. Có sao em bán vậy. Đấy. Chứ các bác bảo Patek Philippe nếu mà hàng chính hãng nó rơi vào hàng vài tỷ, nó rơi vào có vài triệu đúng không các bác? Nó chỉ có hàng pha ke thôi. Như pha ke lắp máy gì? Pha ke nó nhiều lắp loại nhá, hàng fake nó có lắp máy tàu này, lắp cái máy còn rẻ hơn quả tàu này, và cái máy cao cấp hơn là máy Nhật này. Đấy, còn cao cấp hơn nữa là lắp máy Thụy. Con nhá, đấy thôi, chứ còn chả con nào chính hãng, các bác bỏ ra 200-300 triệu cũng là hàng hàng fake hết con nhá, hàng pha ke hết, không còn nào chính hãng đâu. Chính hãng các bác bỏ tiền tỷ ra là chính hãng nhá. Chứ còn vài trăm triệu cũng chưa phải chính hãng các bác nhá. Chả con lắp cái máy cao cấp hơn đâu nhá. Và cái bộ vỏ đó là kiểu là vàng, nó bọc vàng hay là nó đúc đúc vàng nguyên khối thì cái giá thành đắt lên thôi. Chứ không phải chính hãng đâu các bác nhá. Chính hãng các bác phải tiền tỷ và nhiều tỷ nó mới là chính hãng. Đẹp chưa? Đấy, như con này là cao cấp thì nó lắp cho bác cái máy Nhật mà đây. Cho các bác dùng được nhiều năm, các bác dùng yên tâm dùng nhá. Chứ còn cái quán nào nó bán rẻ nữa, nó bán cho các bác hơn triệu hoặc là 599.000 thì lắp cho các bác còn đẻ hơn cả máy tàu nữa cơ. Cái máy đấy gọi là cái máy vứt đi bác nhá, máy hàng mã rồi. Đấy, nó nhiều loại giá lắm, nói chung là tiền nào của đó thôi bác ạ. Chứ các bác không thể nào bây giờ thăm rẻ mà có đồ tốt đâu bác nhá, không có đâu. Nói chung là mình làm ăn thì các bác cũng biết rồi, không ai người ta bỏ tiền nhà đi người ta về người ta bán cho khách hàng giá rẻ là không có đâu bác nhé. Các bác nhầm, như người bán hàng không bao giờ nhầm đâu ạ, các bác yên tâm một điều như vậy. Thế đâm ra là mình là người mua là mình thiệt thòi nhất, các bác chỉ có bị lừa là thiệt thòi nhất các bác thôi. Chứ cũng bọn em bán hàng sao mà vừa các bác lừa được bọn em, đúng không ạ? Đâm ra là các bác là người mua là các bác khổ nhất. Đâm ra là các bác mua và bán ở đâu các bác tinh ý một tí, chứ không ở đâu nó có cái giá rẻ mà quả ngon đâu bác nhé. Chỉ có rẻ lừa đảo thôi chứ không đâu rẻ mà ngon đâu ạ. Đấy, đẹp không ạ? Còn những hàng này bọn em cắt lỗ thì không nói làm gì. Bởi vì thực sự cắt lỗ thật đó nhá. Các bác nào mà mua bên em nhiều có biết đúng không ạ? Con này em toàn bán 2,83 triệu. Đúng chưa? Hôm nay em để bác cái giá giật mình luôn. Đấy. Patek Philippe.
Các bác xem video nhiều nha, các bác biết rồi, không phải dấu đố gì đó. Xả nó khác nha, mà bán rẻ mà giá nó khác quá nhé. Size 40. Đây là đang giá đang đang là bạn xả theo cái thời kỳ Tết. Mã XN8. Size 40 này. Mà lớn này em để ra cái giá là 1 triệu 8 luôn nhá, 1 triệu 8 luôn. Đấy, là còn hôm nay em xả bác là coi như là xả 1 triệu các bác nhá. 1 triệu luôn đấy. Đây ạ. Đấy, trước nó là giá 2 triệu 8 bây giờ em bán 1 triệu 8 nhá. Ok chưa? XN8 size 40 giá 1 triệu 8. Nó rõ ràng mà nhé, chứ không phải là em đi mua cái đồ đẻo về em bán cho các bác không có nhá. Cái gì xả là xả, không đàng hoàng quá nhá. Bán hàng nó phải thế, không có linh tinh được. Các bác mua một lần các bác chạy mất dép ấy. Đây. Con này mới là con đẳng cấp được bác này. Đấy. Một con Rolex niền phun đá được chưa ạ? Dây đờ mi. Cơ tự động bác nhá. Con này cơ tự động này ạ. Một ô của lịch của nó góc 3 giờ. Có chạy 18 cao nhá. Đấy. Con này của nó là size 38. Đẹp quá bác, con này quá đẹp quá. Đấy, bác nào lấy con này chúc mừng các bác nhá, đẹp quá. Size 38. Đấy, con này là mã XN9. Size 38, bác lấy con này em để cái giá là 1 triệu 7 bác nhá, 1 triệu 7 nhá. Đâu con này không được bác, con này là con kia là lỗi là 1 triệu 6, con này phải 1 triệu 8 bác nhá. 1 triệu 8 ạ. Giá là 1 triệu 8 bác nhỉ. XN9 size 38 giá 1 triệu 8, bởi vì cái con kia nó bị diện cái kính là 1 triệu 6 rồi đúng không ạ? Con này thì phải là 1 triệu 8 bác nhá. Chứ nó chênh nhau quá. Đấy, 1 triệu 8. XN9 size 38 giá 1 triệu 8. Này, nắm dù lịch thế. Em kiếm con máy pin lên cho các bác này. Đây. Đây là máy pin chưa nhỉ? Con long gì này nhưng chưa lên đúng không ạ? Lên luôn cho các bác này. Đây ạ. Đây là một con long zin này, đẹp không các bác? Đẹp nhất người luôn này. Đấy, dưới là long zin 6 mét này. Đấy. Nếu như các bác sẽ mua một số khác là sẽ báo cho các bác là một con long zin hàng chính hãng đúng không? Máy Thụy Sĩ các nhá. Nó là máy 5 tầng Thụy Sĩ mà các bác đúng không? Nhưng con này không phải các nhá. Đấy, con này nó chỉ là hàng pha keo nhá. Tất cả long zin mà giá vài triệu, vài chục triệu các bác nhá, chỉ một vài triệu và dưới vài chục triệu nhá, thì nó chỉ là hàng pha ke thôi. Trừ khi là cái con dòng cổ em không nói nhá, còn dòng đời mới bây giờ không có hàng rẻ bác nhá, ít nhất là phải 30-40 trở lên bác nhá thì mới gọi là hàng gọi ok được bác nhá. Còn vài triệu này thì không có hàng hàng ngon đâu bác nhá, nó chỉ có hàng pha ke thôi, lắp máy gì thôi. Đấy. Được chưa? Đấy, như con này thì các bác nếu mà gặp chỗ khác mà giá bác phải ít phải trên 10 triệu đây. Bác nhìn nhá, máy 5 tầng này đúng không ạ? Đúng máy Thụy Sĩ không ạ? 5 tầng Thụy Sĩ nhá. Đấy. Như con này là máy, nó là máy máy hàng hàng pha ke nhá. Chứ không phải hàng hàng Thụy Sĩ đâu. Đấy, các bác mua lưu ý nhá. Như nó dùng thoải mái, các bác dùng con này thiên thu nó đã hỏng bác nhá, máy nó ngon lắm bác nhá. Tuy nó là hàng pha ke nhưng máy ngon lắm. Đấy. Đây này, đây là máy 5 tầng bác nhá. Bây giờ em báo bác là máy này máy Thụy Sĩ cũng được ạ, bởi vì nó là 5 tầng đúng không ạ? Thế nhưng mà không làm vậy nhá, con này là máy pha ke thì em báo là pha ke. Này, khóa này vẫn là cứ khóa bướm nhá. Đấy. Dây con này thì hơi kém rồi. Đấy, các bác về bác mua bỏ ra tiền ra vài trăm, 100-200 có mua bộ dây khác bác nhá. Con này sao bao nhiêu này, em bán rẻ các bác đeo chơi cho vui thôi. Vì nó đeo rất, con này rất là xịn sò sang bác nhá, chứ không phải là chuyện đùa đâu. Em nhiều đồng hồ thì em nói thế thôi, chứ còn bây giờ đầy có những bác chả có đồng hồ đeo, nhưng đeo cho con này sướng quá đúng không ạ? Rất là xịn luôn. XN10 qua nhà em bán đồng hồ thì em nói vậy, nhìn em nhiều quá mà. Size 38 bác nhá. XN10 size 38. Bao lâu con này em để bác cái giá là 1 triệu rưỡi bác nhá. Về các bác thay dây ạ. Bình thường con này em sẽ bán cho bác giá 1 triệu 9, thế nhưng mà em để bác con này giá 1 triệu 8 cho bác về thay dây. Ok chưa? À 1 triệu rưỡi. XN10 size 38 giá 1 triệu rưỡi. Về các bác thay dây. Muốn thay dây bao nhiêu tiền các bác tùy các bác. Lên con pin cho nó vui bác nhá.
Mẹ con tí sớt pin này cho nó rôm rã. Em mấy con pin, nhiều con pin lắm, em lên cho bác chọn là thật đẹp nhất em lên cho các bác. Đây, lên con Omega đi. Lên con Omega pin cho nó hoành tráng. Mẹ. Đấy, đây là một con Omega các nhá, bên trong đính phun đá này, liền. Đấy, một ô của lịch nó góc 3 giờ. Mặt kính sapphire. Đấy, giật đùng đùng các nhá. Giật đùng đùng như kiểu trẻ con ấy. Đấy. Riêng đồng hồ pin nó chạy giật đùng đùng các nhá. Đấy. Mặt kính sapphire này, Omega này. Dưới tất cả đang dán bóng kính bằng hết nhá. Dây dựa là đang dán dây bóng hết. Các nhá, không con nào. Đấy, rất là đẹp luôn. Một con đồng hồ không chê đâu được các nhá. Nó gọi là từ xuất sắc đấy. Cái này nó sai bao nhiêu này? Chẳng phải sai 40, 41 này. Em này là sai 41. Đấy. XN11. Sai 41, bắt đầu lấy con này em để bác cái giá là 1 triệu mấy nhá. Để cho bác chơi vui. Nhưng con này các bác dùng nó còn, em nói bác nhiều khi còn bền hơn đồng hồ cơ. Nó khẳng định bác luôn đấy. Mà chống nước con này thì vô địch bác nhá. Dòng pin này chống nước tốt lắm, mà cái dòng đồng hồ rẻ tiền này, đồng hồ pin này chống nước kinh lắm bác nhá. Nó không phải như đồng hồ cơ đâu, đồng hồ cơ nhiều khi bác tháo ra bác lau dầu, nhiều khi bác không thay gioăng á, nước hay vào. Còn những cái dòng này em nói các bác ngâm biển chưa chắc nó vào nước đâu. Cái dòng này chống nước tốt lắm ạ. XN11 này, size 41, giá 1 triệu. Đùa nó có đừng rẻ là đơn giản đâu bác nhá. Rẻ là nó có cái hay của rẻ này. XN11 thì một con pin rồi này, lên con nữa này. Thêm con nào là đẹp, chất, xịn này, lên cho các bác. Về các bác chơi ở đây, luôn con này đi. Một con Omega mặt đen này. Đấy. Kim vàng bác nha, con này quá đẹp rồi. Một ô click góc 6 giờ, đẹp chưa? Siêu mỏng. Con này siêu siêu mỏng bác nha, này. Omega mặt dây vàng mặt đen siêu mỏng, có nhìn mỏng không nhìn thấy gì luôn này. Bắt đầu tay nhỏ đeo đẹp lắm này, tay nhỏ đeo đẹp, tay vừa đeo đẹp, tay to đeo đẹp. Em này nó size 40, XN12, size 40, bán cho bác 1 triệu luôn. Luôn vào ngày bác nhá. Những con này bác dùng, em nói các bác đừng nghĩ là hỏng được bác nha. Các bác dùng khẳng định bác bền hơn đồng hồ cơ. Đấy các bác không tin em, bác mua về bác dùng thử xem. Bền lắm bác nhá. Chẳng qua là nó giật giật nhiều các bác không thích nhá. XN12 size 40 đã có 1 triệu thôi. Đây. Đây là một con đồng hồ này dành những bác nào gọi là sành điệu sưu tầm, hoặc là bác để làm phòng làm việc. Đây là con đồng hồ báo thức đó nha. Một con thương hiệu chính hãng của Đức này ạ. Này bác gì ạ? Đây là Mazin gạc Mani bác nhá. Một siêu phẩm của siêu phẩm. Đây là bản cổ này mà nó còn mới như này thì các bác biết rồi đúng không ạ? Cổ mà nó còn mới như này thì các bác đừng hỏi tại sao là nó xịn sò thế nhá. Đấy, đây là bên này là chuông này. Đấy. Bên này là giò này. Bên này chuông gì đây? Chuông này chuông như chuông báo thức cái chuông gì em chả rõ. Đấy, chữ gì đây? Đấy, Mazin gạc Mani tiếp nhá. Đấy. Thương hiệu Đức nó đây. Một con đồng hồ này thì các bác thấy đáng đồng tiền bác gạo không ạ? Nó đã cổ rất nhiều năm bác nhá. Mà chạy thì miễn bàn, chính xác tuyệt đối luôn. Đấy, đang chạy bác nhá, đang tích tắc đấy. Đấy. Đến tí nữa là đến 30 phút cái nó reng một cái, nó giật hết cả mình. Đấy, bác nào là để làm việc con này thì chấm hết luôn. Không chê điểm nào luôn. Một con đây đấy, đồng hồ báo thức bác nhá. Đồng hồ báo thức của Đức. Thương hiệu của Đức. Này là mã... Thôi cứ làm cho các bác này giá 950 đi. 950.000 bác nhá. Để vui cho các bác con chứ con này. Đây ạ. 950.000 cho đồng hồ báo thức cho các bác. Đây bác nào mà thích chơi hàng xịn. Đây em lên cho bác mấy con cờ lút này. Bác như bác nào này ô tô rồi hay đi ô tô các bác mới dùng thôi. Chắc đi xe máy chẳng ai dùng cái dòng này đâu. Đây
hàng hiệu mà nghe đó, được chưa, đủ phê nhà đây. Thương hiệu như đây đấy. Con này khóa của nó khóa số nhá, khóa số này. Các bác về các bác có cái nước nước tẩy của dòng dòng thép á đấy, các bác lấy cái bông của bác tẩy của em cái, em không có nước tẩy đó, em đặt mua rồi mà chiếc Lada mà nó chưa về. Đã tẩy phát là cái này là sáng trưng nhá, bởi vì là cái này bất tất cả hàng, những cái hàng đấu bên Nhật, hàng xin này về là đều phải xử lý qua cái khóa là mình đánh tẩy đi bác nhá, thì nó mới mới được. Đấy, da thì là mới xịn thì nó mới, da thì ba bác dùng trọn đời rồi, không phải nói về da đấy nhé, riêng da không không phải nói đấy bác nhá, da nó da hạt này, da xịn, da hạt này thì nó dùng đến hết cả một đời người chưa học đâu bác nhá. Đấy, quan trọng là cái những cái khóa này này mình mua cái nước tẩy về mình đánh nó đẹp thôi, còn những cái này có bảo gì này. Đây nhá, cái dòng này nó đeo cái này bác nhá. Đấy, cầm cái này này, ok ạ. Đấy, ô tô nhá, cái nào đi ô tô thì hãy chơi cái dòng này thôi. Đấy, bên trong này rất là đẹp, khóa số bật phát ra này. Đấy, đều có số hết bác nhá. Đây, cho qua bên trong hãng của nó này. Đây ạ, hãng này bác nhá. Đấy, đẳng cấp chưa ạ? Rất nhiều ngăn, trong rất nhiều ngăn luôn. Ngăn bao la bác nhá. Em đo size cho các bác con này luôn này. Con này tất cả đều là có size. Con này size của nó là 1523 bác nhá. 1523. Đấy, con này cờ lút 1 này, 1523 này. 1523. Đấy, bác nào yêu em này sẽ để bác con này giá 1,4 triệu thôi nhá. Đấy. Những con dòng này em đấu lẻ một, trực tiếp một con một để về em bán cho các bác ở trên trên kênh đồng hồ của em bác nhá, chứ em không bán trên kênh giày với túi nhá. Giày với túi là những cái hàng nó giá trị nó sẽ rẻ hơn bác nhá. Nhưng con này là em đấu trực tiếp về em bán cho những bác nào mà gọi là chơi hàng hàng xịn hàng hiệu nhá. Đấy. Đây con CR1 này. 15 size của nó là 1523, giá 1,4 triệu. Tiếp tục em lên cho bác một con này nữa. Này, này bác nào thích đơn giản thì có chơi con này cho em. Rất đơn giản, gọn nhẹ, nhẹ phong luôn, con này kẹp nách bác nhá. Này, này, thương hiệu đây. Đấy. Ok chưa? Này, những con này bác này kẹp nách bác nhá, dòng này kẹp nách thôi. Có một khóa. Bên trong này tất cả đều dập hiệu hết bác nhá. Tất cả 100% dập hiệu hết. Đấy. Từ những cái miếng lót nó vải này, bên logo nó dập ra đây nhá. Con này rất là mới, bên trong mới lắm bác nhá. Từ khóa ra dập hết. Đấy, em xem cái size bao nhiêu đã. Con này size của nó là size 18-28 bác nhá, 18-28. 18-28. Con này là cờ rút 2 này. Mười tám hai mươi tám, bao lấy con này em để ra cái giá là 1,3 triệu bác nhé, 1,3 triệu cho em cờ rút 2 ạ. Nha, đấy, một con cờ rút 2 này, giá 1,3 triệu, size 18-28, size của nó quá đẹp luôn. Tiếp tục em lên cho bác một con phải nói là đầu trâu, đẹp chưa từng thấy luôn, con này quá xịn bác nhá, da hạt bao trọn đời về da. Tất cả các kim chỉ, đường may, mũi chỉ đẳng cấp chưa ạ? Nó là hàng 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 siêu phẩm rồi, đắt tiền thì không phải các bác, nói chung là các bác mua mới những con cà rút này thì nó không dưới tiền chục bác nhé, thật sự luôn. Vì nó rất là xịn. Đấy, da của nó là nguyên diện chất cái đường kim mũi chỉ, nó các bác thấy nó hiệu cái nào đúng không ạ? Đấy. Bên ngoài này có một cái, bên đằng sau có một ngăn khóa đấy nhá. Đây, em sẽ mở size bác này. Đây, thương hiệu là thương hiệu đầu trâu này. Có thể các bác nó lên mạng các bác search nhé. Giá nó thì cực kỳ là yêu thương rồi. Đây, tất cả bên trong nó rất là mới không nhá. Đấy, rất là mới. Vải nó là có trong một cái loại vải vải gì như cả vải 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 lanh vải si gì đó. Nó bóng lắm, nó trơn lắm. Quá xài xuống thật mượt rưỡi. Đây rồi,
Con này size của nó là 19-29 bác nhá, 19-29 á, một con đầu trâu 19-29. Em này nó có tên là cờ đút 3. Cờ đút 3 này. 19-29. Ba lớn này em để ba cái giá là 1,2 triệu bác nhá, 1,2 triệu. Đây các bạn, đây là em cờ rút bao nhá, size của nó là 19-29, giá 1,2 triệu. Ở đây em còn một con size nhỏ nhưng mà cực xịn nhá, size nhỏ dành những bác nào thích chơi đồ nó nhưng mà nó nhỏ thôi. Đây ạ, đẳng cấp chưa ạ, này bác nhá, thương hiệu đây ạ. Đấy, thương hiệu Pháp bác nhá, Deloma Paris. Đấy, thương hiệu rất đẹp, rất đẹp. Đấy, được chưa? Đằng sau có ngăn bác nhá, như dập bằng cúc, được chưa? Đấy, khóa hút tầm. Bên trong rất nhiều ngăn bác nhá, ngăn thoải mái luôn cho các bác luôn, bên trong nhiều vô kể đây ạ. Rất là nhiều ngăn nhá, thoải mái cho các bác chơi ngăn luôn. Con này size 13-23 thôi nhá, 13-23. Em này là cờ rút 4. 13-23. Bác lấy con này em để bác cái giá là 800k thôi nhá. Thì size nhỏ em bán cho bác giá 800k. Con này rất là xịn, hàng hãng mà rẻ không ạ. Đây là con cờ rút 4, size 13-23, giá 800k. Đó, video này em xin phép tạm dừng các bác nhé. Các bác ưng em nào nhé, cho liên hệ. Em xin chào các bác.